as one. Yep. Mm. Ew. Are they crossing my side? He swallow? Yeah. All this hotel customers have a video on the other day. So, but I don't. Crossing my side, say. Delicioso. What's a delicioso? What does that mean? Delicious. Because you got my soy. She said that. Mm. Are you saying? Mmm. What do you? Is it meat of animals or meat of human? Human? Human already died? How human got meat? Shit.
mình thử muối mì trước nhá, được nhá. Con kia hơi nhỏ đấy, hơi mỏng đấy. Không, thử muối muối mì thôi mà. À, thế à? Thế à? Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Nhăn 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 nhăn. Cái gì đây? À thìa thìa thìa. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ừ. Là đâu đếm hoặc là sơn về bọn, bên bọn tớ ta. Mới một con à? Dồi ôi mình thì con. Ôi. 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 Trời còn thế. Cái này xuống rồi, cái này ngọt quá. Ôi. Thế bảo phát mắc rồi. Con bé này sao hơn với mình thế nhỉ? Ôi dồi ôi. Mình nhân đã. Nhân nó nhìn nè. Con mời tất cả mọi người nhá. Con xảy cho nó cảm giác. Ôi dồi. Xuống đấy. Xuống. Xuống cho anh. Xuống lắm. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ôi, anh ấy ăn cái gì mà nhỏ không? Ăn một miếng là cho gì nè? Cho đủ đúng không? Nhỏ rồi, cứ phải miết ra. Muốn cần miết đấy. Ngon không cho anh? Ngon là nổi nó. Thì chơi, chơi. Đấy. Thấy con tài chưa con á? Bơ cơ ạ. Căng thế. Dài quá nhỉ. Dài không? Cả chùi là xuống rồi. Dài, cả chùi dài rồi. Có hết chú ăn dầu không? Ngon không rồi? Đắng. Đắng à? Mật thì chắc là đắng mật đúng không? Ừ. Thế chú còn lại hỏi món ăn vịa nữa. Không phải chê lắng nữa rồi. Chú hám rượu rồi. Hám này, hám này. Làm một chiếc rượu rổ luôn đi. Chú hám trước nhá. Hám đi. Mời chú lên đi. Mời tất cả anh em nhá. Đầu nó cháu vừa xong rồi cho anh ạ. À, phần đuôi à? Cháu cắt phần đuôi. Ăn đuôi à? Đấy đi. Thế này nó mới tơ chứ. Thôi mời tất cả anh em nhá.